tới giờ vớt, tới giờ vớt cá chưa? Oh, oh, wow. Oh man. Oh. Đi. Wow. Một giỏ cá luôn rồi. What are you doing? What? Quá trời luôn. Wow. Oh man. Chết rồi. I do one more. Somebody do it. I do one more. Con này một. Oh my god. Hello, chào các bạn. Hôm nay Thừa đang ở cái chỗ mà cho gió cá smell á. Thì đang đi xuống cái chỗ cái ở dưới đây nó có cái dòng nước nè, con sông dòng nước. Ở dưới đây mình có đem cái giọt theo. Hôm nay mình đi. Anh. Yeah. Anh đi hồi mắc cười. Chắc hồi về rất xình bùn không á. Ở dưới đây á, nước dưới đây nè. Rồi xong rồi hồi nó mình thấy cá vớt. Mỗi người đem cái giọt theo. Một năm nó chỉ cho một lần để đi vớt cá thôi. Năm nó cho ngày vậy đó. Rồi ở đây đông quá trời luôn nè, bên đó nó dưới cái bờ sông á. Người ta dọc dọc vào sông á, người ta đứng, người ta giữ chạy dàn chỗ, người ta đi sớm để dàn chỗ. Dàn chỗ rồi cái người ta đi vớt. Đó, bên đó quá trời luôn, thấy đây cây cỏi vậy á, nhưng mà dưới đó có nhiều người lắm. Mà Việt Nam mình rất là đông nha. Sao thấy là quá cho nhiều người đi bắt cá luôn. Bạn đời đi bắt cá nè. Không giống đi bắt cá chút nào hết á, tại vì mọi người tặng đồ mình phải đeo tới bụng á mình mới ra giữa sông được. Bây giờ Taylor đang mọi người đang bắt cá ngoài kia, còn nếu như mà đợi cá mình đủ cá rồi mình mới đi về. Ở đây sẵn đây Taylor quay luôn cái vòng tròn ở đây cho các bạn thấy, quá trời đông người luôn. Ở đây rất là lạnh luôn á nha. Nó bạn đồ phải ấm, nếu không ấm thì ra đây cô không chịu không nổi. Đó. 8 giờ là bắt đầu. Mình nó cho từ 8 giờ tới 1 giờ nhưng mà ai cũng đi sớm để hơn vớt hết á. Mỗi người á nó cho cái em ly mình có 10 pound thôi. Thôi. Nè biết lấy cái giờ nhỏ nhỏ thì giờ chút cá trăm banh chút cũng được. Ừ. Em có giật cái nhỏ. Có con chim nó bay. Thấy người ta giật dài á. Bởi vậy cái giật này ạc thêm ra được cái mặt dài. Feel better today. Feel better tonight. Mấy người đứng trên đó là trà sốc. Mấy người ra giớt cái giọt lên quá là xa, chắc té đi xong luôn đó. Ừ, trời ơi, trời luôn. Sương mù quá cho nên nhìn nó tay mới có 7 giờ sáng à. Trời sương mù ở dưới cái dòng sông nè. Cái này ở chỗ này gọi là Cowles Riverside. Ở Longview, Washington. Mình đi ở dưới đây để mà một năm nó cho mình vớt có một lần thôi. Mà một năm nó mở có một từ có 5 tiếng giống từ 8 giờ sáng tới 1 giờ chiều. Nhưng mà ai cũng đi lên sớm để kiếm chỗ đứng giống như này, chứ mà đi trễ người ta dặn chỗ quá mình không có vớt được. Rồi bây giờ mọi người ra dắt thùng dắt ra xuống nè, đang tiếp nè. Rồi ở đây cũng rất là đông luôn, xe lửa chạy gì lâu dữ vậy, lạnh quá trời luôn nè. Coi Dượng mang nguyên một đồ đi vớt cá thứ thiệt. Mình hay là đi bận đồ giống như đi shopping vậy. Nó chẳng sợ mình nè. Hay làm gì làm, nó bơi dưới thì nó bơi thôi. Còn nó lên nè, nó dạng dễ sợ luôn á. Nó biết nó hồi nó bị vớt nhưng mà nó cũng dạng. Tới giờ rồi. Tới giờ vớt, tới giờ vớt cá chưa? Oh my god. Oh man. Oh. Wow. Một giọt cá luôn rồi. What? What are you doing? Đúng tài không? What? Quá trời luôn. Wow.
Oh man! Chết mình á. Anh đưa anh ngon chụp. Ủa, anh đưa anh ngon. Con này một. Oh my god! Oh my god! Oh man! Oh. Wow! Cầm nó ông ra cái ổng làm một vợt à. Rồi, mấy người đi ra tới ngoài đó luôn. Bây giờ là không, bây giờ là không ai sợ lạnh gì hết trơn, mới làm láng hết rồi. Rồi. Cái đó là chuyện bình thường ở ngoài đây. Ngoài đây là bên kia em nãy theo là thấy cái ông kia ông làm dữ dội quá, bây giờ vô cái vợ của ông cũng chút xíu rồi, không có nhiều. Thật áo cho chiên. Cái này đá nhiều quá. Hồi nãy chỗ xuất cái chỗ này đã quá trời đó. Giờ chạy không phải chứ thấy sao. Nãy dựng sao định là giết hai vợ thôi. Tổ này vô luôn. Nãy dựng sao định giết hai vợ thôi. Ồ, mình dưới đó nhiều quá hả? Giờ đàn chi nó lại. Chưa hết chưa? Quê! Thấy không nè? Đông, rất là đông người, người Á Châu nhiều lắm nha các bạn. Mỹ thì ít nhưng mà Á Châu hay là thấy nhiều lắm. Hay là đi vòng vòng cho các bạn thấy ở trên này người ta đi vớt cá đông như thế nào. Mọi người có người có vợ với lại có đồ dụng cụ tặng đi ra ngoài nước đó, thì đi ra ngoài nước hết. Còn nếu không là mọi người tặng buồng chim đó, đồ bình thường đâu có dám ra nước đâu, lạnh lắm. Người ai cũng phải đem mấy cái thùng theo á cho dễ á, khi mình vớt lên cái mình đổ vô thùng cho nó dễ. Đây cá nè, cá này nó nhỏ nhỏ giống cá kèo á, tôi cua còn nữa lên cao nữa lớp xong rồi chứ có đi nó ngáp à, để mang bao tay dày á mình dựng được cá rồi chứ mình lớp. Bây giờ thế là ra xe đi về, bây giờ thế là ra xe đi về, mình đi về. Mỗi người xách một thùng giống vậy nè. Đó. Ở giờ chỗ đằng kia cũng có người giống như là cảnh sát á, ngồi đó canh chừng nếu như mình người ta để ý người ta nghi ai á thì người ta đang bắt mình lại á. Rồi bây giờ thế là ra lên xe đi ra đi về. Đó, cái chỗ nhà này nè là cái mọi người canh chừng mình á, nếu mà có gì nghi thì nó stop lại. Nhưng bây giờ đi ra thẳng ra đi ra đi về luôn. Đây là cá thay là đi vớt về nè. Bây giờ mình cá nó còn rất là tươi. Đó, cá nó giống gì đây? Nó nhìn bự hơn con cá kèo chút xíu. Nó giống như con cá cơm, nó nhẹ giống như cá cơm ở Việt Nam. Cái này là cá cơm của Mỹ. Có đó, mà nó cá này ngộ lắm nha. Nó bơi ở dưới nước vậy á, nhưng mà mình vớt nó lên cái nó chút xíu là nó chết à. Nhưng mà nó cũng còn rất là tươi luôn. Này cá này mình mua mình vớt này mỗi người đem cho về, mỗi người được 10 pound là khoảng chừng 5 kg. Đó, thế là đem về được 2 bịch. Không có dám lấy nhiều hơn á thì mình đi ra không chừng nhầm khi nó không có xét, nhưng mà mình đi ra mình biết lực mà phạm lực á thì mất công bị phạt, cho nên mình cứ lấy mỗi người 10 pound là đủ rồi. Đó. Bây giờ thì là cắt cái đầu với cái bụng bỏ hết rồi. Bây giờ mình đem vô mình rửa nè. Thế là cạo hết mấy cái gân máu bỏ, nếu như mình
mình kỹ á, mình cạo gân máu bỏ rồi xong mình lấy ra cho nó sạch để khi mình ăn á mình không thấy gân máu nó đẹp hơn, với con cá nó nhìn sạch hơn nữa đó. Mình cạo giống như nè, mang bao tay vô mình cạo, mình phải rửa cái nước lạnh nha để cho cá nó tươi á. Nè, ở trong nó còn đó, mình rửa mấy cái gân máu trong, mấy cái đen đen cho nó sạch thì con cá mình nhìn nó sạch hơn. Rồi, hôm nay Taylor chia sẻ video đi giớt cá smell ở Mỹ. Thì clip này để chia sẻ cho vui vậy thôi. Rồi, Taylor sẽ hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau nha. Bye bye.